Xin chào các bạn, trên kênh YouTube của mình, tôi đã có những cái series hướng dẫn các bạn về cách thiết lập một gian hàng trên Shopify. Tuy nhiên, gần đây thì Shopify có một số những cập nhật mới và một số bạn có inbox hỏi tôi về những cập nhật này. Thì ở video này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những thay đổi trong Shopify. Đầu tiên, tôi có thể khẳng định với các bạn là về căn bản, Shopify không có thay đổi gì nhiều. Họ chỉ tách biệt một số cái tính năng trong phần setting ra mà thôi. Trên màn hình bạn có thể thấy là phần setting lúc mà chưa cập nhật nó bao gồm những cái tính năng như sau. Và sau khi cập nhật thì các mục nó được phân ra rất là rõ ràng như thế này. Thì bạn có thể thấy là những cái mục nó tương đối là giống nhau. Tôi nhận thấy là chỉ có hai phần là Shopify thêm mới. Đó là location và gift card. Còn lại là hoàn toàn giống nhau. Trước khi cập nhật thì phần billing này nó được gộp với phần account. Đó là cái phần quản trị của chủ sở hữu gian hàng và phần billing, tức là phần thanh toán hàng tháng dành cho Shopify. Thì ở lần cập nhật lần này họ đã tách biệt hai chức năng này ra. Và phần legal, thực chất trước đây nó gộp vào phần checkout. Bạn có thể xem cái video của tôi về phần thêm một số cái trang quan trọng, đó là những cái trang về pháp lý, thì nó nằm trong phần checkout. Thì trong cái phần legal này, các bạn lấy ra những cái mẫu policy, tức là các cái mẫu về pháp lý. Như vậy là phần legal nó được tách ra từ cái phần checkout trước đây. Tóm lại, họ tách ra để chúng ta dễ hiểu và dễ quản lý hơn. Chỉ có hai phần là hoàn toàn mới, đó là location và gift card. Thì đối với phần gift card, đây là quản trị dành cho các thẻ ưu đãi. Và cái thẻ ưu đãi này nó cũng giống như là một sản phẩm, bạn có thể bán nó cho khách hàng. Và khách hàng mua cái thẻ ưu đãi này bằng tiền mặt và họ sẽ sử dụng nó để mua sản phẩm trên gian hàng của bạn. Và cái thẻ ưu đãi này họ có thể bán từ người này qua người khác được. Tuy nhiên, đối với dropshipping nói riêng và thương mại điện tử nói chung thì chúng ta cũng không cần phải sử dụng cái tính năng này. Thực chất khách hàng họ chỉ mua những cái thẻ ưu đãi với những cái trang thương mại điện tử lớn mà thôi, ví dụ như Amazon. Vậy thì phần còn lại đó là phần location. Đây là một tính năng cực kỳ tuyệt vời và giúp các bạn dễ hiểu hơn, dễ quản lý cái gian hàng của mình hơn. Vậy thì location là gì? Ta hãy vào phần General. Tại đây có mục Store Address, tức là địa chỉ gian hàng của bạn. Với địa chỉ gian hàng này, các bạn nên để ở Việt Nam, tức là các thông tin ở Việt Nam của bạn. Nó cũng giống như là địa chỉ công ty chính của chúng ta. Còn trong phần location, đó có thể hiểu là các kho hàng của chúng ta trên thế giới. Và họ cho phép chúng ta add được tối đa là 8 các location. Và thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dịch vụ đó là viabox.com. Thì đây là một cái dịch vụ về kho vận, nó hoàn toàn là hợp lý. Thì lúc này Shopify hoặc là khách hàng họ chỉ quan tâm đến location của bạn. Bạn có thể ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nhưng location của bạn, tức là cái địa chỉ kho hàng của bạn thì ở Mỹ hoặc là ở một đất nước nào đó. Như vậy là về mặt căn bản, Shopify không có gì thay đổi nhiều so với trước đây. Thì các bạn có thể áp dụng những cái video trước đây mà tôi đã chia sẻ để xây dựng cho mình một gian hàng trên Shopify. Chúc các bạn thành công!